Phật thuyết kinh bao hiếu phụ mẫu ấy, một thuở nọ Thế Tôn an trụ ấy, xa về thành Kỳ Thu Viên Trung An. Chớ tăng câu hỏi rất đông ấy, tin ra tại sao bây giờ vẫn mới lên đường ấy, cùng hàng đại chúng Nam Phương tiến hành đạo ban lộ đành rằng măng thấy núi thường khô bỏ đấy lâu đời. Thế Tôn bèn vội đến vội vàng xin Phật dạy tường ơi, thầy là từ phố ba phương bốn loài ai ai cùng kính thầy dường ấy, cớ sao thầy lại lại xương cô ăn Phật rằng trong các môn đồ bởi chưa biết đụng trong cho rõ ấy, nên vì người ta tỏ đuôi đầu đông xương dồn dầm bấy lâu ấy, cho nên trong đó biết bao cốt hài chăng cũng có ông bà cha mẹ hoàng thân ta hoặc kẻ ta sanh nam luân hồi sanh tử tử sanh nay lộn thân đời trước khi hài còn đây ta lẽ đông xương hồn tạm chẳng vừa, không phân trai gái bỏ bừa, khó coi ai ngươi chịu có xem soi cho kỹ, phân làm hai bên nữ bên nam, để cho phân biệt khốt phàm, không còn lộn lão nữ nam chất chồng. Đừng hà nang trong lòng tha thiên ngay biến, làm sao phân biển khỏi sai ngài bèn xin phân chí bài, vì khó chọn lửa gái trai lúc này còn sanh tiền dễ bề sắp đặt, cách đứng đi ăn mặc phân minh chớ khi đã sát tiêu hình. Xưa ai như nay khó nhìn khó phân ấy, phẩm mới bảo đàn ông xương trắng nặng hoằng, đàn bà xương nhẹ đen thâm
có biết cơ chi nên nhẹ, bởi đàn bà sanh đẻ mà ra, sanh con bà đâu nguyên ra, tám hồng bôn đâu sữa hòa nuôi con anh. Vì cơ ấy hao mòn thân thể, xương đàn bà đen nhẹ hơn trai. Bèn cầu Phật thi ân dạy bảo, phương pháp nào bảo hiểu xong thân, Thế Tôn mới bảo lời rằng, vì người ta sẽ phân trần khá nghe. Thân đàn bà nhiều bề cưng nhọc, sanh đặng con thập ngoạn cưu mang. Ngày tháng đầu thai đậu tở sương, ngày mai chiều dịnh dữ sợ tan bất thường. Tháng thứ nhì dường như sữa đặc, tháng thứ ba như cục huyết ngưng, bốn tháng đã tượng ra hình, năm tháng ngủ thể hiện sinh rõ ràng. Tháng thứ sáu lục căn đều đủ, bảy tháng thì đủ bộ cốt xương, ai lại thêm đủ lỗ chân lông, mới cộng chung đến số tám muôn bốn ngàn. Tháng thứ tám hoàn toàn tạng phủ, chín tháng thì đầy đủ bóng hình, mười tháng thì đến kỳ sinh, nếu còn hiếu thuận xuôi mình ra luôn. Bằng ngô nghênh làm buồn thân mẫu, nó vậy vùng đám quấu lung tung, làm cho cha mẹ hái hùng sự đau sự khổ con cùng tỏ vân ngay. Khi sản xuất muôn phần an lạc, ngay cũng ví như được bạn được vàng, ngay Thế Tôn là bao a nan, ngày ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tin. Điều thứ nhất giữ gìn thai giáo, mười tháng trường châu đáo mọi bề. Thứ hai sanh đẻ gốm ghê, chịu đau chịu khổ mỗi mê trăm phần. Điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vẫn chẳng lay. Thứ tư ăn đắng uống cay, ai để dành bùi ngọt đủ đầy cho con em. Điều thứ năm lại còn khi ngủ, ai ước mẹ nằm có rau phần con ấy. Thứ sau bú sữa nhai con, mai miệng con no ấm chẳng nhồm chẳng ghê. Điều thứ bảy công chế ô uế, dặn đồ chớ của trẻ
chia riêng. Nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo, điều thứ chính miễn con sung sướng. Dầu phải mang nghiệm chướng cùng cam, tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng ham trao chuông ấy dành cho con khác cuộc thánh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sanh bằng thái sơn. Phần lại bảo nan nên biết ai trong chúng sanh tuy thiệt phẩm người mười phần mê mỗi cả mười không tường ân trọng đức dày xong thân. Chẳng kinh mến quên ơn trái đứng ngày không xoan thương dưỡng dục cụ lao. Ấy là bao hiếu mặt giao ai về những người ấy đời nào nên thân an. Mẹ sanh con cứu mang mười tháng cực khổ giường cánh nặng trên vai. Uống ăn chẳng đặng về thai cho nên thân thể hình hài kém suy. Khi sẵn sàng hiểm nguy chi xiên sanh đặng rồi tinh huyết dâm dê ví như thập huyết trâu dê nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan. Con còn nhỏ phải lo săn sóc mê ăn đắng cay bùi ngõ phần con ai phải tâm phải giặt rửa trôn biết rằng giờ giấy mẹ không ngại gì. Nằm phía con nằm phía ráo sợ cho con ướt áo ướt chân hoặc khi ghé chốc khắp thân ắt con phải chịu trăm phần tham thương em. Trọn ba năm bố nương sợ mẹ thân gầy mòn nào nể với con ấy khi con vừa được lớn khôn ấy cha mẹ dạy báo cho con vỡ lòng. Cho đi học mở thông trí huệ dựng vợ chồng có thế làm ăn ước mong con được nên thân ấy dầu cho cha mẹ cơ bần quan chi. Con nào ôm tấn thì lo chạy dầu tốn hao đến mây cũng đành khi con căng bệnh đặng lành thì cha mẹ mới an thần định tâm công dưỡng dục sanh bằng non biển. Cớ sao con chẳng biết ơn này? Hoặc khi lầm lỗi bị rầy chẳng tuấn thì trở lại bài ngô ngang ai hỗn cha mẹ phùng mang trợn mắt khinh
trướng huynh nộ nàng thế nhi. Bà con chẳng kể ra chi, không phân sư phụ lễ nghi chẳng tường. Lời dạy bảo sống đường không kể, tiếng khuyên răng anh chị chẳng màng. Trái ngang chống ban mọi đàn ra vào lui tới mắng càng ngược trên năng. Vì lỗ mãn tánh quen càng bướng, ơi chẳng kể lời trưởng thượng dạy răng. Lớn lên theo thói hung hăng, đã không nhẫn nhịn lại càng hành hung em. Bỏ bản lành theo cùng chúng giữ, nên tầm quen làm sự trái ngang. Ai nghe lời dụ dỗ quân hoang, bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người. Chưa còn tập theo thời theo thế, thân lập thân tìm kế sanh nhai. Hoàng đi buồn bán kim lời, hoàng vào quân linh với đời lầm không an. Về ràng bố đồng công mối nợ, hoặc trở ngăn về vợ về con. Quên cha quên mẹ tình thâm, quên xứ quên sở lâu năm không về. Ấy là nói những người có chi, chớ phần nhiều vô ý mà thôi. Sau khi phá hên của rồi, phải tìm phương kế kiếm đôi đồng xài. Theo trộm cơm hoặc là bài bản, phạm tội hình tù ráng phải vương. Hoặc khi mang bệnh giữa đường, không người nuôi dưỡng bó thân ngoài đồng. Hay tin giữ bà con cô bác, cùng mẹ cha sao xác buồn rầu. Thương con than khóc âu sầu, có khi mang bệnh đôi mù vẫn vương anh. Hoàng bệnh nặng vì thương quá lẻ, phải bỏ mình làm quỷ giữ hồn. Hoặc nghe con chẳng lo lường, trà đình tự điếm phố phường ngạo du âm. Cứ mãi mía với đồng bất chính, chẳng mấy khi thần tình mổ khang. Làm cho cha mẹ than vang, sanh con bất hiếu phải mang tiếng đời. Hoàng cha mẹ đến hồi già yêu, không ai nuôi điều ôm đau đói rách kêu riêu. Con không cấp dưỡng bỏ liều chẳng thương em. Phần con gái còn nương cha mẹ, thì có lòng hiếu để thuận hòa. Cần lao phụng dịch trong nhà, dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi. Sông đến lúng tùng phố xứng
gia, lo bên chồng chẳng xa bên mình, trước còn lại vãng đến thăm, lần lần nguôi lanh biển tâm biển nhà. Quên dường dòng sống thân ân trọng, không nhớ công mang nặng đẻ đau, chẳng lo bao bổ cụ lao, ấy làm cho cha mẹ buồn rầu tham thai. Nếu cha mẹ la rầy quở mắng, trở sanh lòng hờn giận chẳng kiên, chớ chi chồng đánh liên miên, ấy thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than. Tội bất hiếu lượng ban nam nữ, nói không cùng nghiệm dở vai mang, nghe Phật chỉ rõ mọi đàn, trong hàng đại chúng lòng càng tham thai. Về xuống đất lấy cây lấy củi, đập vào mình vào mũi vào ống, làm cho các lỗ chân lông thấy đều rơm máu ướt đầm cả thân. Đến hôn mê tâm thần bất định, một giây lâu mới tỉnh than rằng, bọn con quá thần tội nhân, xưa nay chẳng rõ không hơn người mù, nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc, dù càng dường như nát như tan. Tội tình khó nổi tháng vang, làm sao trả đặng muôn ngàn ân sâu, trước Phật tiền ai cầu trần tổ, xin Thế Tôn mẫn cố bi lân. Làm sao bảo đảm thù ân, tỏ lòng hiếu thuận song thân của mình, phần bèn dùng phạm thanh sáu món, phần tỏ cùng đại chúng lắng nghe. Ân cha nghĩa mẹ nặng nề, không phương bao đáp cho vừa sức đâu, vì có người ân sâu dốc trả, cộng mẹ cha tăng cả hai vai. Dám tu gì nổi chẳng sai, đến trăm ngàn kiếm ân kia chưa vừa, vì có người gặp cơn đói rét, nuôi sống thân dẫn hết thân này. Xương nghiền thịt tan phân thay, trải trăm ngàn kiếm ân đây chưa đồng, ai vì có người vì công sanh dưỡng, tự tay mình quen túng sông người, chịu thân bồ tôi như vậy, đến trăm ngàn kiếm ân này thấm đau. Vì có người cầm dao thật bén, mổ bụng ra rung hết tâm can, huyết ra khắp đất chẳng than, đến trăm ngàn kiếp thâm ân đâu bằng. Vì có người dùng ngàn mũi nhọn đâm vào mình, bất luận chỗ nào, tuy là
trái trăm ngàn kiếp không sao đáp đền. Vì có người vì công dưỡng dục mà tự treo mình. Vì có người xương nghiền ra mở hoang dùng dao chặn bữa thân mình. Xương ta tỉnh chẳng phiền đến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đồng. Vì có người về công dưỡng dục mà nua sáng nông thâu ruộng thâu gan ai làm cho thân thể tiêu tan đến trăm ngàn kiếp thâm ân chưa đền. Nghe Phật nói thay đều kinh khủng mới dọn lễ tràng có nỗi cấm ngăn đồng thanh bánh phân lời rằng làm sao trả đặng ân thâm sống đường. Phật mới bảo các hàng Phật tử phải lắng nghe ta chỉ sau này các người muốn đam ân dày phải nên biện chép kinh đây lưu truyền. Vì cha mẹ trì chuyên phúng tụng cùng ăn năn những tội lỗi xưa cũng vừa tam bảo sớm trưa cũng là tu phước chẳng chừa món chi ân. Rằm tháng bảy đến kỳ tự tử thẩm phương tăng đều dự lễ này sắm sanh lễ vật đủ đầy chờ giờ câu hỏi đặt bài cúng dâng anh đặng cầu nguyện sống đường trường thọ hoặc sanh về tịnh độ an nhàn ấy là bao đám thù ân sinh thành dưỡng dục song thân của mình. Mình cần phải tụng kinh lại Phật pháp tam quy bậc nhất giới trai nhưng lời ta dạy hôm nay các người nhớ lấy từ đây vũng hành. Được như vậy mới là khỏi tội bằng chẳng về ngục tôi phải say trong năm đại tôi kể ra bất hiếu thứ nhất thật là trong thai âm. Sau khi chết bị đày vào ngục mê ngủ vô giác cũng gọi a tỳ ngục này trong núi thiết vì văn phân bằng sắc vây quanh bốn bề. Trong ngục này hàng ngày lửa cháy đốt tội nhân anh thái thành thang có lò nấu sẵn cho tan rót vào trong miệng tội can hành hình. Vì bất hiếu nên mình thọ khổ lòng thịt ra máu đổ tràn lan là có cho sắc căng gan phun ra khói lửa đốt đoàn tội nhân. Ở trong ngục có giường bằng sắt bắt tội nhân nằm khắp đó xong rồi cho một ngọn lửa hồng nướng quay chúng
nó gia phòng tình thao em. Mong bằng sáng thương đạo gươm giáo trên không trung đỏ tháo như mưa gặp ai chém nay chẳng chừa làm cho thân thế nát như như thương anh. Nhưng hình phạt vô phương kể nay mọi ngục đều có cánh trị riêng ấy như là xe sắt phân thay chim ưng mổ bụng trâu cày lưỡi. Nếu mà đắng chết liền đã đỡ vì nghiệp chiếu không nỡ hành thân ấy, ngày đêm trên sông muôn lần đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây. Sự hành phạt tại tỳ ngục rất nặng nề, ngộ nghịch song thân chúng người đều phải ân cần thừa hành can bi phân trần khoáng trên an. Nhưng là phải kinh này in chém mà truyền bá ra cho khắp đông tây, như ai chép một quyển này vì bằng đặng thấy môn vì thế tôn an. Nếu in được ngàn muôn quyển ấy thì cũng bằng thay phần vạn thiên, do theo nguyện lực tùy duyên ấy chư Phật ủng hộ như sở nguyện. Cha mẹ đặng xa miền khóc lạnh lại hóa sanh về cõi thiên cung, khi lời Phật giảng vừa xong khám trong tứ chúng một lòng kính vâng an. Lại phát nguyện thà thân này nang ra bụi cho muôn kiếp chân này, dọc cho kéo lưỡi trâu cày đến trăm ngàn kiếp lời thầy không quên nang. Vì như bị ba thiên đạo kiếm khắp thân này đâm chém phân thay, hoặc như lưỡi trôi thân này trái trăm ngàn kiếp lời thầy chẳng sai. Dẫu thân này bị cưa bị chặt phân chia ra muôn đoạn ra đời đến trăm ngàn kiếp như vậy, chúng con cũng chẳng trái lời thầy khuyên anh. Đừng nan kiền thiền đánh lễ cầu tế tôn đằng đề hiểu kinh, ngày sau truyền bá chúng sinh về bề phung tụng chuyên tinh tu hành. Phần mới bảo á nan nên biết quyển kinh này quá thiệt cao xa, đặt tên bảo hiệu mẹ cha cũng là ân trong thần là chân kinh. Các người phải giữ gìn châu đáo đặng đời sao ý giáo phụng hành. Sau khi phận rơi đánh ranh bốn hàng Phật tử rất mừng rất vui.
thầy một lòng vẫn theo lời Phật ấy và kính thành tin chân vẹn tuyên ấy đồng nhau trở lại phần tiền. Nhưng tâm đảnh lễ rồi liền lui ra. Bán nhà ba la mận đa tâm kinh tâm trí tuệ thâm thân rộng lớn sáng trong ngần chẳng bớn mây trần. Lâu lâu một tâm khiến chân bao trùm muôn loài chẳng phân thanh phàm vẫn tâm mấy lần trong sáng suốt cõi bờ kia một bước đến nơi anh trải lòng tròn đủ xưa nay công thành quả chứng tỏ bài đích đang hàng Bồ Tát danh Quán Từ Tại khi tham thiền vô ngại đến trong thâm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì đổ tân ca không chi khổ anh trong thức tâm hiền cảnh sắc ra sẵn công chung ở một nhà không chẳng kháng sẵn sẵn nào khác không ấy ấy sẵn tương cũng đồng không tương không tương y như tường sắc kia thù tướng hành thân phận chia cũng lại như vậy cũng về chân không. Tòa sân tướng nhân ông tạm đó ca quan kia tướng nọ luôn trần chẳng sanh chẳng dân thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sợ chẳng thêm mong cớ ấy nên cõi trên công giới thế lão lão vô ngài thượng chân vốn không ngủ quân âm thần sao căn chẳng có sao trần cùng không ai thấy rộng không mà không nhãn giới biết hoàn toàn thức giới cũng không mê tấn công sáng suốt đại đồng mây vô minh chẳng có mưa hồng hết chi vẫn không có thân gì già trên uống chi là hết trên già sao cứ đế cũng chẳng có nào không chi là trí có nào đắn do vô sở đắng lệ tăng cả nhân pháp kia đều xa nhị không bận lòng tri huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quái ngài có chi cùng bó từng xa lìa mong tướng đáo điên tâm không rõ ráo chủ viên niên bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế phẩm y đàn mát nhà đáo bồ đề chứng quả chánh chân cho hai bác nhã là hơn pháp môn tội thắng cõi chân mau về thiệt thần chú linh trí đại lưng thiệt thần chú đúng bực quang minh
thượng oai linh ấy Chúa vô đẳng thanh thanh oai thần. Trừ tất cả nguyên nhân các khổ thân tình lòng gian ngộ vô sơ thiên nhiên chân thiệt bất hư an làm thần chú chân như thuyết rằng thiên đệ yên đế bà là yên đế bà là thần yên đế bồ đề tam bà yên đế yên đế bà là yên đế bà là thần yên đế bồ đề tam bà yên đế yên đế bà là yên đế bà là Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Địa Già Tha Di Đề Đô Bà Tề A Di Đề Đa Tha Đam Bà Tề A Di Đề Đa Tề Ca Lan Đen A Di Đề Đa Tề Ca Lan Đa Già Di Đề Già Già Đa Chi Đa Ca Lệ A di đà đô bà thề A di đà đa tha đam bà thề A di đà đa tỳ ca lang đê A di đà đa tỳ ca lang đa ya di đà ya ya na chi đa ca lê ta ma chúng thánh tử kiền thiền sinh tăng ai đứng Di Đà vô hạn lợi sanh bốn mười tám nguyện viên thành hiện ra tướng tôn sắc thân tuyên vời kim sắc tướng muôn ngàn công đứng khắp mười phương bậc sanh bằng bằng hào hiện hiện phong quang xoay bằng chiếu sáng di sang năm tòa cầm thân nhãn thấy xa vô ngại sáng trong ngần tứ đại hải dương hào quang Phật không lường hóa chung Bồ Tát số đường hằng hà độ chúng sanh liên hóa chính phẩm mây nương lạc ban là cảnh Tây phương ngày chỉ thành thâm niệm chiếu chương hiện tiền thanh chúng dẫn đường quán sanh Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đời từ đại bi tín dân đạo sư Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
mô đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại thế chi bồ tát nam mô đại thế chi bồ tát nam mô đại thế Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Đại Hiếu Bồ Kiền Liên Bồ Tát, Nam Mô Đại Hiếu Mùng Kiền Liên Bồ Tát, Nam Mô Đại Hiếu Bồ Kiền Liên Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Ái Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Ái Chúng Bồ Tát. Đệ tử chúng con vâng lời Phật dạy ngày rằm tháng bái gấm hồi vũ lan Phạm Vũ Huy Hoàng. Đô hương đánh lễ mười phương tam thế Phật Pháp Thánh Hiền nói gương đứng mong kiền liên. Nguyện làm con thảo mẹ dạy đau khổ ấy, ba năm nhủ bộ ấy, chính tháng cưu mang không thương lo toan ấy, quên ăn bỏ ngủ ấm no đầy đủ cậy có công cha chẳng quan già sanh nhai làm lộ ấy quê cùng hoàng bộ phấn đấu nuôi con ấy, giáo dục vuông tròn đem đường hồng đạo đệ tử ơn sâu chưa bao hộ phận vì trước đài sen ngay chỉ thành cung kính anh đạo tràng thanh tịnh tăng bảo trang nghiêm hoặc thừa tự tư hoặc hiện tham thiền đầy đủ thiện duyên rú lòng lân mận hộ niệm cho em bảy kiếm cha mẹ chúng con đượm nhuần mưa pháp còn tại thế thân tâm yên ổn phát nguyện tu trì đã qua đời án đạo xa lìa trong thành Phật quả ngựa trong ca đức Như Lai khắp cõi hư không mây từ bi gia hồn phong kinh công đức hạnh vô biên thân.
thân phước trời hồi hướng ơi vô miền phàm giới chư chúng sanh này thông vạn vô lượng quang Phật sáng ơi nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đăng trí huệ chân minh liệu vô nguyện tiêu trừ thay thế thường hành Bồ Tát đạo nguyện sanh tây vô tình độ trung ai cử phẩm liên hoa vi phù mẫu hoa cài kiến phật ngộ vô sanh bậc thôi Bồ Tát vì bàn lữ Phổ cầm những thế ngã đặng giữ chúng sanh giai công thành phân đạo tự quy Phật đương nguyện chúng sanh thế giai đại đạo tự quy pháp ấy đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hai tự quy tăng đương nguyện chúng sanh đại chúng những thiên vô ngại nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật thuyết kinh bao hiếu phụ mẫu ấy một thuở nọ thế tôn an trụ ấy xa về thành kỳ thủ viên trung an chớ tăng câu hỏi rất đông ấy tin ra tại sao bây giờ Phật mới lên đường ấy cùng hàng đại chúng Nam Phương tiến hành đáo mang lộ đành rằng măng thấy núi thường khô bỏ đấy lâu đời thế tôn bèn vội đến vội vàng xin Phật dạy tường ơi thầy là từ phố ba phương bốn loài ai ai cùng kính thầy dường ấy cớ sao thầy lại lại xương cô ăn Phật rằng trong các môn
đồ ơi, ngươi là đệ tử đứng đầu dày công ấy, bởi chưa biết đụng trong cho rõ ấy, nên vì ngươi ta tỏ đuôi đầu. Đông xương dồn dẫm bấy lâu ấy, cho nên trong đó biết bao cốt hài, chẳng cũng có ông bà cha mẹ hoàng thân ta hoặc kẻ ta sanh. Luân hồi sanh tử tử sanh, lộn thân đời trước khi hài còn đây, ta lẽ bái kính người tiền bối và ngắm ngồi vì nhớ kiếp xưa. Đông xương hồn tạm chẳng vừa, không phân trai gái bỏ bừa, có coi ai ngươi chịu có xem soi cho kỹ, phân làm hai bên nữ bên nam, để cho phân biệt khốt phàm, không còn lộn lão nữ nam chất chồng. Đừng hà nang trong lòng tha thiên ấy, biết làm sao phân biệt khỏi sai, ngài bèn xin phân chí bài, vì khó chọn lửa gái trai lúc này. Còn sanh tiền dễ bề sắp đặt, cách đứng đi ăn mặc phân minh, chớ khi đã sát tiêu hình. Xưa ai như nay có nhìn có phân, ai phẩm mới bảo nàng nên biết ấy, xương nữ nam phân biệt rõ ràng. Đàn ông xương trắng nặng hoằng, đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn. Người có biết cỡ chi nên nhẹ, bởi đàn bà sanh đẻ mà ra, sanh con ba đâu tám hồng bôn đấu sữa hòa nuôi con anh. Vì cớ ấy hao mòn thân thể, xương đàn bà đen nhẹ hơn trai, nàng nghe vậy bi ai xót thương cha mẹ công dày dưỡng sanh. Bèn cầu Phật thi ân dạy bảo, phương pháp nào bảo hiểu xong thân, Thế Tôn mới bảo lời rằng, vì người ta sẽ phân trần khá nghe. Thân đàn bà nhiều bề cưng nhọc, sanh đặng con thập ngoạn cưu mang, ngày tháng đầu thai đậu tở sương, ngày mai chiều dịnh dữ sợ tan bất thường. Tháng thứ nhì dường như sữa đặc, tháng thứ ba như cục huyết ngưng, bốn tháng đã tượng ra hình, năm tháng ngủ thể hiện sinh rõ ràng.
tháng thứ sáu lục căn đều đủ, hay bảy tháng thì đủ bộ công xương, hay lại thêm đủ lỗ chân lông mới cộng chung đến số tám muôn bốn ngàn. Tháng thứ tám hoàn toàn tạng phủ, chính tháng thì đầy đủ bóng hình. Mười tháng thì đến kỳ sinh, nếu còn hiếu thuận xuôi mình ra luôn. Bằng ngô nghênh làm buồn thân mẫu, nó vậy vùng đám quấu lung tung, làm cho cha mẹ hái hùng sự đau sự khổ con cùng tỏ phân. Khi sản xuất muôn phần an lạc, cũng ví như được bạn được vàng, thế tôn là bao a nan. Điều thứ nhất giữ gìn thai giáo, mười tháng trường châu đáo mọi bề. Thứ hai sanh đẻ gốm ghê, chịu đau chịu khổ mỗi mê trăm phần. Điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vẫn chẳng lay. Thứ tư ăn đắng uống cay, ai để dành bùi ngọt đủ đầy cho con em. Điều thứ năm lại còn khi ngủ, ai ước mẹ nằm có ráo phần con ấy. Thứ sau bú sữa nhai cơm mai, miệng con no ấm chẳng nhồm chẳng ghê. Điều thứ bảy không che ô uế, dặn đồ chớ của trẻ không phiền. Ai thứ tám chẳng nợ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín miệng con sung sướng, dầu phải mang nghiệp chướng cùng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng ham trao chuông, dành cho con cái cuộc thánh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, cha nghĩa mẹ sánh bằng thái sơn. Phần lại bảo nan nên biết, ai trong chúng sanh tuy thiệt phẩm người, mười phần mê mỗi cả mười không tường ân trọng đức dày xong thân. Chẳng kinh mến quên ơn trái đứng, ngày không xoan thương dưỡng dục cụ lao. Ấy là bao hiếu mặt giao, ai vì những người ấy đời nào nên thân an. Mẹ sanh con cứu mang mười tháng, cực khổ dường gánh nặng
trên vai. Uống ăn chẳng đặng về thai, cho nên thân thể hình hài kém suy. Khi sanh sản hiểm nguy chi xiên, sanh đặng rồi tinh huyết dầm về bí như thập. Huyết trâu dê nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan. Con còn nhỏ phải lo săn sóc mê ăn đắng cay bùi ngõ phần. Con ngày phải tâm phải giặt rửa trôn, biết rằng giờ giấy mẹ ngại gì. Nằm phía con nằm phía ráo, sợ cho con ướt áo ướt chân. Hoặc khi ghé chốc khắp thân, ắt con phải chịu trăm phần tham thương ngay. Trọn ba năm bố nương sợ mẹ thân gầy mòn nào nể với con ấy. Khi con vừa được lớn khôn, cha mẹ dạy báo cho con vỡ lòng. Cho đi học mở thông trí huệ, dựng vợ chồng có thế làm ăn. Ước mong con được nên thân, dầu cho cha mẹ cơ bần quan chi. Con nào ôm tấn thề lo chạy, dầu tốn hao đến mây cũng đành. Khi con căn bệnh đặng lành thì cha mẹ mới an thần định tâm. Công dưỡng dục sanh bằng non biển, cớ sao con chẳng biết ơn này. Hoặc khi lầm lỗi bị rầy, chẳng tuấn thì trở lại bài ngô ngang. Hỗn cha mẹ phùng mang trợn mắt, khinh trưởng huynh nộ nàng thế nhi. Bà con chẳng kể ra chi, không tuân sư phụ lễ nghi chẳng tường. Lời dạy bảo sống đường không kể, tiếng khuyên răng anh chị chẳng màng. Trái ngang chống ban mọi đàn, ra vào lui tới mắng càng ngược trên năng. Vì lỗ mãn tánh quen càng bướng, chẳng kể lời trưởng thượng dạy răng. Lớn lên theo thói hung hăng, đã không nhẫn nhịn lại càng hành hung. Bỏ bản lành theo cùng chúng giữ, nên tầm quen làm sự trái ngang. Nghe lời dụ dỗ quân hoang, bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người. Chưa còn tập theo thời theo thế, thân lập thân tìm kế sanh nhai. Hoàng đi buồn bán kim lời, hoàng vào quân linh với đời lầm không anh. Về ràng bố đồng không
mối nợ, hoặc trở ngăn về vợ về con, quên cha quên mẹ tình thâm, quên xứ quên sở lâu năm không về. Ấy là nói những người có chi, chớ phần nhiều vô ý mà thôi. Sau khi phá hên của rồi, phải tìm phương kế kiếm đôi đồng xài. Theo trộm cơm hoặc là bài bán, phạm tội hình tù ráng phải vương, hoặc khi mang bệnh giữa đường, không người nuôi dưỡng bó thân ngoài đồng. Hay tin giữ bà con cô bán, cùng mẹ cha sao xác buồn rầu, thương con than khóc âu sầu, có khi mang bệnh đôi mù vẫn vương anh. Hoàng bệnh nặng vì thương quá lẽ, phải bỏ mình làm quỷ giữ hồn, hoặc nghe con chẳng lo lường, trà đình tự điếm phố phường ngạo du âm. Cứ mãi mía với đồng bất chính, chẳng mấy khi thần tình mổ khang, làm cho cha mẹ than vang, sanh con bất hiếu phải mang tiếng đời. Hoặc cha mẹ đến hồi già yêu, không ai nuôi điều ôm đau đói rách kêu riêu, con không cấp dưỡng bỏ liều chẳng thương em. Phần con gái còn nương cha mẹ thì có lòng hiếu để thuận hòa, cần lao phụng dịch trong nhà, dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi. Xong đến lúng tùng phu xuân gia, lo bên chồng chẳng xa bên mình, trước còn lại vãng đến thăm, mai lần lần nguôi lanh biển tâm biển nhà. Quên dường dòng sống thân ân trọng, không nhớ công mang nặng đẻ đau, chẳng lo bao bổ cụ lao, ấy làm cho cha mẹ buồn rầu tham thai. Nếu cha mẹ la rầy quở mắng, trở sanh lòng hờn giận chẳng kiên, chớ chi chồng đánh liên miên, ấy thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than. Tội bất hiếu lượng ban nam nữ, nói không cùng nghiệm dở phải mang, nghe Phật chỉ rõ mọi đàn, trong hàng đại chúng lòng càng tham thai. Dè xuống đất lấy cây lấy củi, ai đập vào mình vào mũi vào hông, ai làm cho căng lỗ chân lòng, mà thái đều rơm máu ướt đầm cả thân anh. Đến hôn mê tâm thần bất định, một giây
tình than rằng: bọn con quá thần tội nhân, ấy xưa nay chẳng rõ không hơn người mù, nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc, nay dù căn dường như nát như tan ăn. Tội tình có nỗi than vang, ấy làm sao trả đặng muôn ngàn ân sâu, trước Phật tiền ai cầu trần tổ, xin Thế Tôn mẫn cố bi lân. Làm sao bảo đảm thù ân, ai tỏ lòng hiếu thuận song thân của mình, ai phần bèn dùng phạm thanh sáu món, ai phần tỏ cùng đại chúng lắng nghe. Ân cha nghĩa mẹ nặng nề, không phương bao đáp cho vừa sức đâu, vì có người ân sâu dốc trả cộng mẹ cha tăng cả hai vai. Dám tu gì nỗi chẳng sai, đến trăm ngàn kiếm ân kia chưa vừa, vì có người gặp cơn đói rét, cây nuôi sống thân dẫn hết thân này. Xương nghiền thịt tan phân thay, trải trăm ngàn kiếm ân đây chưa đồng, ai vì có người vì công sanh dưỡng, tự tay mình quen túng sông người, chịu thân bồ tôi như vậy, đến trăm ngàn kiếm ân này thấm đau ân. Vì có người cầm dao thật bén, mổ bụng ra rung hanh tâm can, huyết ra khắp đất chẳng than, đến trăm ngàn kiếp thâm ân đâu bằng. Vì có người dùng ngàn mũi nhọn đâm vào mình bất luận chỗ nào, tuy là sự có biết bao, trái trăm ngàn kiếp không sao đáp đền. Vì có người vì công dưỡng dục mà tự treo mình, vì có người xương nghiền ra mở, hoang dùng dao chặn bữa thân mình, xương ta tỉnh chẳng phiền, đến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đồng. Vì có người về công dưỡng dục mà nua sáng nông thâu ruộng thâu gan, ai làm cho thân thể tiêu tan, đến trăm ngàn kiếp thâm ân chưa đền. Nghe Phật nói thay đều kinh khủng, mới dọn lễ tràng có nỗi cấm ngăn, đồng thanh bánh phân lời rằng: làm sao trả đặng ân thâm sông đường. Phật mới bảo các hàng Phật tử phải lắng nghe ta chỉ, sau này các người muốn đam ân dày phải nên biện chép kinh đây lưu truyền. Vì cha mẹ trì chuyên phúng tụng, cùng ăn năn những tội lỗi xưa,
Tam bảo sớm trưa cùng là tu phước chẳng chừa món chi. Rằm tháng bảy đến kỳ tự tử thẩm phương tăng đều dự lễ này, sắm sanh lễ vật đủ đầy, chờ giờ câu hỏi đặt bài cúng dân anh. Đặng cầu nguyện sống đường trường thọ, hoặc sanh về tịnh độ an nhàn, ấy là bao đám thù ân sinh thành dưỡng dục song thân của mình. Mình cần phải tụng kinh lại Phật, pháp tam quy bậc nhất giới trai. Nhưng lời ta dạy hôm nay các người nhớ lấy từ đây vung hành. Được như vậy mới là khỏi tội, bằng chẳng thì ngục tôi phải say. Trong năm đại tôi kể ra, bất hiếu thứ nhất thật là trong thai âm. Sau khi chết bị đày vào ngục, mê ngộ vô gián cũng gọi hà tỳ ngục này. Trong núi thiết vì văn phân bằng sắc vây quanh bốn bề. Trong ngục này hàng ngày lửa cháy, đốt tội nhân anh thái thành thang. Có lò nấu sẵn cho tan, rót vào trong miệng tội can hành hình. Vì bất hiếu nên mình thọ khổ, lòng thịt ra máu đổ tràn lan. Là có cho sắc căng gan, phun ra khói lửa đốt đoàn tội nhân. Ở trong ngục có giường bằng sắt, bắt tội nhân nằm khắp đó xong. Rồi cho một ngọn lửa hồng, nướng quay chúng nó ra phòng thịnh thao quay. Móng bằng sắt thương đau gươm dao, trên không trung đổ tháo như mưa. Gặp ai chém nay chẳng chừa, làm cho thân thể nát như như tương anh. Nhưng hình phạt vô phương kể nay, mọi ngục đều có cánh trị riêng. Như là xe sắt phân thay, chim ưng mổ bụng, trâu cày lưỡi lê. Nếu mà đắng chết liền đã đỡ, vì nghiệp chiếu không nỡ hành thân. Ngày đêm chết sống muôn lần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây. Sự hành phạt tại á tỳ ngục rất nặng nề, ngộ nghịch song thân, chúng người đều phải ân cần. Thừa hành can bi phân trần khoáng trên an. Nhưng là phải kinh này in chép mà truyền bá ra cho khắp đông tây. Như ai chép một quyển này, vì bằng đặng thấy một vị thế tôn anh.
Nếu in được ngàn muôn quyển ấy thì cũng bằng thay phần vạn thiên, do theo nguyện lực tùy duyên ấy chư Phật ủng hộ như sở nguyện. Cha mẹ đặng xa miền khóc lạnh, lại hóa sanh về cõi thiên cung. Khi lời Phật giảng vừa xong, khám trong tứ chúng một lòng kính vân an. Lại phát nguyện thà thân này nang ra bụi cho muôn kiếp chân này, dầu cho kéo lưỡi trâu cầy đến trăm ngàn kiếp lời thầy không quên nang. Vì như bị ba thiên đào kiếm khám thân này đâm chém phân thay, hoặc như lưỡi trôi thân này trái trăm ngàn kiếp lời thầy chẳng sai. Dẫu thân này bị cưa bị chặt phân chia ra muôn đoạn ra đời, đến trăm ngàn kiếp như vậy chúng con cũng chẳng trái lời thầy khuyên anh. Đừng a nan kiền thiền đánh lễ cầu tế tôn đằng đề hiệu kinh, ngày sau truyền bá chúng sinh về bề phung tụng chuyên tinh tu hành. Phần mới bảo a nan nên biết quyển kinh này quá thiện cao xa, đặt tên bảo hiệu mẹ cha cũng là ân trong thần là chân kinh. Nam các người phải giữ gìn châu đáo, đặng đời sau y giáo phụng hành. Sau khi phận rầy đánh ranh, bốn hàng Phật tử rất mừng, rất vui an. Thầy một lòng vẫn theo lời Phật ấy, và kinh thành tinh chân vẹn tuyên ấy, đồng nhau trở lại phận tiền. Nhưng tâm đảnh lễ rồi liền lui ra. Bán nhà ba la mật đa tâm kinh, tâm trí tuệ thâm thân rộng lớn, sáng trong ngần chẳng bớn mây trần. Lâu lâu một tâm thiên chân, bao trùm muôn loài chẳng phân thanh phàm, vẫn tâm mấy lần trong sáng suốt, cõi bờ kia một bước đến nơi anh. Trái lòng tròn đủ xưa nay, công thành quả chứng tỏ bài đích đăng, hàng Bồ Tát danh Quán Từ Tại, khi tham thiền vô ngại đến trong anh. Thâm vào trí huệ mở thông, soi thấy năm uẩn đều không có gì, độ tân ca không chi khổ anh. Trong thức tâm hiền cảnh sắc ra,
sẵn công chung ở một nhà, không chẳng kháng sanh sẵn nào khác không. Ấy sẵn tương cũng đồng, không tương không tương y như tường sách kia. Thù tướng hành thân phận chia cũng lại như vậy, cũng về chân không. Tòa sanh tướng nhân ông tạm đó, ca pháp kia tướng nọ luôn trần. Chẳng sanh chẳng dân thường chân, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sợ chẳng thêm mong. Cớ ấy nên cõi trên công giới, thế lão lão vô ngài thượng chân, vốn không ngũ quân âm thần, sao căn chẳng có sao trần cùng không ai. Thấy rộng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thức giới cùng không mê tánh công sáng suốt đại đồng mây vô minh chẳng có mưa hồng hết chi. Vẫn không có thân gì già trên, uống chi là hết trên già sao. Tư đế cũng chẳng có nào, không chi là trí có nào đắn do vô sở đắng lệ tăng cả nhân pháp kia đều xa nhĩ không. Bằng lòng tri huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì. Không quái ngài có chi cùng bó, từng xa lìa mộng tướng đáo điên. Tâm không rõ ráo chủ viên, niên bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn. Tam thế phẩm y đàn mát nhà, đáo bồ đề chứng quả chánh chân. Cho hai bác nhã là hơn, pháp môn tội thắng cõi chân mau về. Thiệt thần chú linh trí đại lần, thiệt thần chú đúng bậc quang minh. Ấy chú tôi thường hoài linh, ấy chú vô đẳng hoài thần. Trừ tất cả nguyên nhân các khổ, thân tình lòng gian ngộ vô sơ. Thiên nhiên chân thiệt bất hư, án làm thần chú chân như thuyết rằng. Yên đệ yên đệ bà la yên đệ bà la thần, Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Địa Già Tha Di Đề Đô Bà Tề A Di Đề
Tỳ Ca Lan Đen. A Di Đề Đà Tỳ Ca Lan Đa Ya Di Ni Ya Ya Na Chi Đa Ca Lê Ta Ba. Na chi đa ca lê ta ma chúng thánh tử kiền thiền xin tán đấng Di Đà vô hạn lợi sanh bốn mười tám nguyện viên thành hiện ra tướng tôn sắc thân vời. Kim sắc tướng muôn ngàn công đức khắp mười phương chẳng bậc sánh bằng. Bành hào hiển hiển phong quang xoay vần chiếu sáng di sang năm tòa. Cầm thân nhãn thấy xa vô ngại, sáng trong ngần tứ đại hải dương, hào quang hóa Phật không lường, hóa chung Bồ Tát số đương hằng hà. Độ chúng sanh liên hóa chính phẩm, mây nương lãng ban là cảnh Tây Phương ngày chỉ thành thâm niệm chiếu chương hiện tiền thanh chung dẫn đường quán sanh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đời từ đại bi Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô 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 Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Bồ Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mùng Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mộ Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Ái Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Ái Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Ái Chúng Đệ tử chúng con ấy vâng lời Phật dạy ngày rằm tháng bái ngày gấm hồi vu lan ngày phạm vũ y hoàng đồ hương đánh lễ mười phương tam
tâm thế phần pháp thánh hiền nói gương đứng mũng kiền liên an nguyện làm con thảo dạy đau khổ ba năm nhủ bộ chính tham cứu mang không thương lo toan ai quên ăn bỏ ngủ ấm no đầy đủ cậy có công cha chẳng quan yêu già sanh nhai làm lộ ấy quê cùng hoàng bộ phấn đấu nuôi con ấy giáo dục vuông tròn đem đường hồng đạo đại sen ngay chỉ thành cung kính anh đạo tràng thanh tịnh tăng bảo trang nghiêm hoặc thừa tự thứ hoàng hiện tham thiền đầy đủ thiện duyên rú lòng lân mẫn hộ niệm cho em bảy kiếm cha mẹ chúng con đượm nhuần mưa pháp còn tại thế thân tâm yên ổn phát nguyện tu trì đã qua đời án đạo xa lìa trong thành Phật quả ngựa trong ca đức Như Lai khắp cõi hư không mây từ bi gia hồn phong kinh công đức thù hạnh vô biên thanh phước dài hồi hướng ơi vô nguyện phạm giới chư chúng sanh nay tông vạn vô lượng quang Phật sáng ơi nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đăng trí huệ chư minh liệu vô nguyện tội chứ tất tiêu trừ thế thế thường hành Bồ Tát đạo nguyện sanh tây vô tình độ trung cử phẩm liên hoa vi phù mẫu hoa khai kiến phật ngộ vô sanh bẩm thôi Bồ Tát vì bàn lỡ nguyện dĩ thử công đức phổ cầm những thế ngã đặng giữ chúng sanh giai công thành phân đạo tự quy Phật thế giai đại đạo pháp vô thượng ấy tâm tự quy pháp ấy đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như
sanh thống lê đà